giảm cực sâu, giảm cực sốc, giảm ngay 1 triệu đồng cho một bản xe được đến từ nhà Sava. Và xe đạp trẻ Tham Tâm đang có chương trình giảm giá cho hai mẫu xe được đến từ thương hiệu Sava. Mẫu xe đầu tiên đó là Sava EX7ST7000, một siêu phẩm xe đạp đua mẫu mới nhất năm 2024. Và này thì trang bị cấu hình sẽ là một bộ khung sườn được làm từ hợp kim nhôm cao cấp và dây đi âm toàn bộ trong khung ở trong tay lái rồi. Và khung xe được thiết kế theo dáng khí động học, dây đi âm toàn bộ trong khung ở trong tay lái. Đầu xe được thiết kế theo dáng đầu có mập. Các bạn đi xe sẽ làm giảm lực cản của gió, đạt được tốc độ tối ưu nhất luôn. Và được quấn một lớp dây da cầm nắm rất là chắc tay và êm tay luôn, không có bị trơn trượt ra phía bên ngoài. Bộ đề sẽ sử dụng bồi lắc được tích hợp cùng phanh. Bộ đề số được đến từ nhà Tem Pardo và kết hợp với phần đằng trước thì sẽ là phủ carbon chính hãng của nhà Sava luôn. Và phanh sẽ sử dụng phanh dầu, bản phanh rất là cao cấp, vành nhôm hai lớp, vành sẽ là vành 700. Bộ chuyển động sẽ là hai đĩa trước, 12 tầng níp thả ở phía đằng sau. Chuyển đĩa, chuyển níp được đến từ Shimano 105R7000. Đùm trước và đùm sau là đùm nhôm chạy bi bạc đạn. Bài này có nổ rất là ok luôn. Đó. Một chiếc cối nổ quá là ok luôn. Cọc yên được thiết kế theo dạng gọt nước và theo xe có một chiếc đèn hậu rất là xịn sò. Nên nói bản này em sẽ không cần đèn hậu nữa bởi vì đèn hậu theo xe rất là xịn luôn. Yên xe nhìn dáng cực kỳ thể thao. Bảo vị trí phần giữa yên đây có trang bị cái ô thoáng, các bạn đi xe không lo bị nóng và cũng không lo bị bí đâu ạ. Một điều không thể thiếu được đối với bản xe cao cấp đó là trên phần đồng ứng của xe đây có tem UCI là tem chứng chỉ. Bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua quốc tế rồi ạ. Hiện tại thì Sava EX7ST7000 em đang cập nhật được hai size 47 và 49 tương đương với size XS và size S và đang có đủ hai màu cho bác lựa chọn. Màu trên video này sẽ là màu trắng, ngoài ra em có màu đen nữa. Và bản này thì phối tem phản quang nhá. Phần khung xe thiết kế bản dẹp phối tem phản quang đi tuyệt đối cực kỳ nổi bật luôn. Bác nào ưng màu nào mình chọn màu đó cho em. Giá gốc bản này sẽ là 16.590.000 đồng và hiện tại đã được giảm 1 triệu đồng nên giá chỉ còn có là 15.690.000, vẫn được miễn phí ship vận chuyển và ngoài ra được tặng kèm theo rất nhiều quà tặng. Bác nào ưng ý bản này liên hệ em ngay bác nhé. Và mẫu xe tiếp theo đang ở trong chương trình trợ giá đó là bản xe được mang tên là Sava EX7 4700 đây ạ. Và đây cũng là mẫu mới của năm 2024. Và này thì thiết kế của nó sẽ là khung sườn nhôm thuộc carbon được đến từ nhà Sava và ghi đông thiết kế dạng liền đầu cá mập, bộ đài lắc hai lưỡi gà được tích hợp cùng phanh. Con này chạy bộ chuyển động 3 món của Shimano Tiagra các bác nhá, 3 món luôn, đó là bộ đề số. Chuyển đĩa chuyển níp được đến từ Shimano Tiagra 4007. Phanh trước phanh sau sẽ sử dụng là bản phanh đĩa củ dầu được đến từ nhà Pardo đây ạ. Vành nhôm hai lớp, lốp mang thông số 700x28C. Bộ chuyển động sẽ là hai đĩa trước, 10 tầng níp thả ở phía đằng sau. Đùm trước đùm sau sẽ chạy đùm nhôm và bi bạc đạn. Cọc yên thiết kế theo dạng giọt nước. Yên xe thì rất là thể thao luôn. Và trên phần và đúng của xe đây cũng có tem UCI là tem chứng chỉ. Bản xe này đã đủ tiêu chuẩn để tham gia các giải đua quốc tế rồi đấy ạ. Bản này thì hiện tại cũng đã cập nhật được hai size và đang có hai màu, đó là màu trắng phối với càng xanh, ngoài ra có màu đen phối với càng đỏ, màu đậm rất là đẹp luôn. Và đang có hai size XS và size S. Bản này thì giá của nó sẽ là 15 triệu. Bản này giá là 15.290.000 đồng và được giảm chỉ còn có là 14.690.000, miễn phí ship giao hàng toàn quốc, ngoài ra vẫn được tặng kèm đầy đủ quà tặng luôn. Và đối với hai mẫu xe này, khi các bác mua xe tại đại lý xe đạp trẻ Tham Tâm sẽ nhận được món quà tặng bao gồm đó là đèn led siêu sáng này, gọng bình bình nước và một chiếc giá đèn xe này. Quá nhiều quà tặng, quá nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mọi người luôn. Bác là ông ý một trong hai mẫu xe này, liên hệ trực tiếp em số điện thoại em để các bạn màn hình, số đó của em có Zalo sẽ được kết nối trực tiếp Zalo, gửi chi tiết nhất về cấu hình, gửi bảng màu cho mọi người tham khảo và lựa chọn cho